Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư, quý thầy, quý cô và đại chúng, con xin có câu hỏi trình pháp liên quan đến về giới mà hồi sáng sư đã dạy cho chúng con. Thưa sư, là con có một cái vấn đề nhờ sư chỉ dạy cho chúng con, là hiện tại là do truyền thông của mình, mình đang sống trong cái thời đại là truyền thông với mà mạng internet đồ nó rất là kiểu ra rất thuận tiện để cho mình học về, mình học về những cái giới, không những là năm giới, tám giới, mười giới, mà mình cũng có điều kiện để mình học của những cái giới của chư tăng, mình đọc mình biết những giới của chư tăng với của các ni và quý cô tu nữ á. Thì thưa sư, là có một vấn đề là con rất là lo sợ, thì mong sư hướng dẫn cho con khi mà mình đọc những cái giới đó theo sư á, mình có nên đọc những cái giới của người tu hay không, người xuất gia hay không? Là một vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, nếu mà mình đọc mà mình biết rồi thì mình sẽ dễ có sanh cái tâm giống như là mình thấy một cái vị tu đó là phạm giới, xong rồi cái mình, tại vì mình đã đọc rồi mình hiểu, cho nên là mình nói, mình sẽ bỏ cái tâm vào là mình nói, mình sẽ đánh giá cái người tu như vậy là rất là nguy hiểm. Mong sư chỉ dạy cho tụi con để tụi con né tránh những cái vấn đề đó, để cho cái tụi con đừng có phạm những cái giới như vậy, để tụi con có thêm phước với sư. Con cảm ơn sư ạ. Dạ con xin hết. Khi Đức Phật còn ở đời, Đức Phật chế ra bất cứ một giới gì thì tất cả thế gian đều biết hết. Đức Phật chế ra một giới gì thì Đức Phật sẽ họp các tỳ kheo lại và Đức Phật ban hành cái giới đó. Kể từ nay các vị tỳ kheo không được làm việc này, không được làm việc kia. Thì khi Đức Phật ban hành cái giới như vậy thì không những trong hàng xuất gia, các tỳ kheo ni, rồi sa di, sa di ni, rồi các cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và cả các vua chúa đại thần cho đến dân chúng, cả ngoại đạo cũng biết. Đức Phật chế ra bất cứ giới gì là ai cũng biết. Như khi Đức Phật chế ra cái giới là kể từ nay đi các vị tỳ kheo không được thị hiện thần thông, tức là sau khi mà vị tỳ kheo Mindona thị hiện thần thông dùng tảng đá bay lên trên nóc nhà lấy cái bát trầm hương ấy, là Đức Phật chế ra cái giới là từ nay tỳ kheo không được thể hiện thần thông nữa. Thì khi Đức Phật chế ra giới đấy là cả vua Bimisara cũng biết, dân chúng biết, ngoại đạo cũng biết, rồi ngoại đạo người ta mới thách đấu thần thông với Đức Phật. Thì Đức Phật bảo ta chỉ chế giới cho đệ tử chứ không chế giới cho ta, ta vẫn dự có thể đấu thần thông với ngoại đạo được. Thì đấy là ngày xưa là vậy. Khi Đức Phật chế ra giới gì là khắp nhân gian ai cũng biết hết. Vì vậy cho nên là với Phật giáo mà là Phật giáo nguyên thủy thì không cấm cư sĩ nghiên cứu giới, mà mở rộng cho tất cả mọi người đều biết về giới. Khi có biết về giới luật rồi thì hàng nhất là cả giới luật của người xuất gia, thì người xuất gia bắt buộc phải giữ giới, vì không giữ giới là hàng cư sĩ người ta sẽ biết, và biết người ta sẽ coi thường. Vì vậy cho nên là các hàng Phật tử tại gia vẫn có quyền nghiên cứu giới, các cái bộ giới trong tạng luật ấy, tạng luật, mà cả một cái tạng luật đấy đa số là nói về những giới luật của người xuất gia. Và nhất là các Phật tử tại gia khi biết giới rồi, có tâm hộ trì Phật Pháp thì sẽ biết mình nên làm gì. Đôi khi mình sẽ làm những cái việc nó khiến cho người xuất gia phạm giới mà mình không biết. Có rất là nhiều cái luật mà như là người xuất gia vậy, một vị tăng không được chạm vào người nữ chẳng hạn, nhưng mà đôi khi có Phật tử đến cứ đụng chạm vào người các thầy, như thế nó cũng sẽ phạm vào giới, mà mình biết rồi thì mình sẽ tránh đi. Thì đấy cũng là cái điều mà mình nên học hỏi giới luật của cả người xuất gia, chứ bây giờ chẳng ai cấm được. Bây giờ tràn lan hết ở trên mạng đó. Vậy thì ai cũng có thể đọc, ai cũng có thể biết, ai cũng có thể nghiên cứu.
và mình càng biết được cái luật nghi của người xuất gia thì sẽ càng biết được là mới hiểu được cái đời sống của người xuất gia là như vậy, là phải có cái khuôn khổ như vậy, có cái luật nghi như vậy, có cái phép tắc như vậy, có xuất gia như vậy nó mới thành tựu cái phẩm hạnh của người xuất gia. Còn xuất gia như thế nào nó sẽ không thành tựu cái phẩm hạnh của người xuất gia. Và người xuất gia mà phạm giới thì phải thanh tịnh lại giới như thế nào, phải sám hối như thế nào thì mới trong sạch trở lại được. Đấy là vì vậy nên các Phật tử càng biết về giới luật thì Phật Pháp càng hưng thịnh. Vì giới luật còn, Phật Pháp còn mà. Vậy cho nên cái điều đó không có vấn đề gì cả. Các Phật tử cứ nghiên cứu giới luật càng nhiều càng tốt. Dạ thưa sư, còn một vấn đề thứ hai nữa là nhờ sư chỉ dẫn á, khi mà mình biết giới rồi mà ví dụ mình thấy một người tăng, một người tu á, họ phạm giới thì mình sanh cái tâm, nếu mà mình sanh cái tâm không đúng thì là mình sẽ mất phước á sư. Thì sư chỉ dạy cho tụi con như thế nào mà sư? Mình biết về giới mình phải biết một cách nó rõ ràng. Như là những cái giới phạm thì các vị xuất gia sẽ có những cái pháp sám hối những cái giới ấy, làm thanh tịnh lại những giới ấy. Vì vậy các đối với các thầy tăng ni xuất gia thì một tháng có hai ngày gọi là tụng giới bổn ba thi mốc, và hai cái ngày đấy là những cái ngày sám hối những cái nỗi đã phạm và thanh tịnh lại giới bằng cách tụng giới bổn ba thi mốc ấy. Vậy nên là không ai tránh khỏi. Mình thọ trì nhưng đôi khi mình vẫn phạm, và những cái ngày ba thi mốc, những cái ngày giới một tháng bốn ngày mình thọ trì lại thì giới nó mới thanh tịnh. Như vậy khi mình biết giới rồi mình cũng không được phép phỉ báng những người các cái vị xuất gia mà phạm giới, vì các vị ấy phạm giới thì các vị ấy sẽ sám hối và thanh tịnh lại giới. Nhưng cũng có những người xuất gia phạm những cái giới nó quá nặng, phạm những cái giới nó quá lớn, mình vẫn có quyền nhắc nhở, vẫn có quyền nói là thầy là người xuất gia mà thầy làm những việc như vậy có xứng đáng không? Vẫn có. Ngày xưa có bà Visakha, bà thấy cái vị tỳ kheo Udaji ngồi nói chuyện ở trong chỗ kín với một người nữ, thì bà Visakha bà đến bà trách như thế: thầy là người xuất gia rồi mà thầy làm việc này có xứng đáng không? Rồi sau đó thì trình lên Đức Phật, và Đức Phật mới chế ra cái giới một người xuất gia là người nam không được một nam một nữ ngồi ở trong phòng kín nói chuyện với nhau. Đấy, nó có thể là như vậy. Thì có những cái với một cái người Phật tử có tâm hộ trì Phật Pháp, không phải là mình học giới để mình chỉ trích soi mói phỉ báng những người khác, nhưng mà có học giới, có biết về giới luật rồi thì những người xuất gia sẽ thận trọng hơn, sẽ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh hơn, khiến cho Phật Pháp tồn tại lâu dài hơn. Dạ, yeah. Con kính bạch sư là cho con hỏi là tại vì trong mắt tụi con là những cái người mà sơ cơ học thiền, thì bạn con, tụi con cũng có chia sẻ với nhau là khi mà trong một ngày nào đó mà tụi con có lòng dục nhiều hay là tham, lòng tham nhiều thì hoặc là không có giữ trọn giới thì khi mà tu thiền nó sẽ gặp rất là nhiều vọng tưởng và gặp rất nhiều cản trở. Và bạn con cũng có nói thêm là cái việc mà trong ăn uống ngoài cái việc ăn chay ra thì còn có việc là bạn con có nói là kiêng luôn ngũ vị tân, tại vì so với cái việc ăn chay á, à không ăn thịt các chúng sinh á, thì cái việc ngũ vị tân nó sẽ cản trở nhiều hơn. Thì con không biết là cái quan điểm của bạn con như vậy thì có đúng hay không, tại vì tụi con cứ ngồi thiền thì sẽ có rất là nhiều vọng tưởng. Thì bạn con nói là nếu mà bỏ hẳn cái ngũ vị tân, mà bạn con thì cũng thuộc dạng là tôi vẫn ăn thịt, vẫn ăn cái, mà cái con vật mà bạn giữ giới là giới không sát sinh thôi, nhưng mà đời sống hàng ngày thì có nghĩa là cứ tùy thời vi thực, kiểu là có gì ăn nấy. Thì con không biết là cái điều đó nó có đúng hay không, là cái việc mà kiêng ngũ vị tân nó có tạo thêm cái thuận duyên cho tụi con khi mà tập thiền hay không, mong sư chia sẻ.
Việc giữ giới nó cũng không thể nào mà trong sạch một cách tuyệt đối được. Sẽ có lúc mình vẫn phạm giới, nhưng mà mỗi khi phạm giới mình phải nhận ra ta đã phạm giới, mình có hổ thẹn và có sám hối những nỗi lầm ấy và có ngăn ngừa những nỗi lầm ấy ở tương lai. Sau khi sám hối rồi thì hãy buông xả đi, đừng chạo hối, nhất là trong lúc ngồi thiền không chạo hối nữa thì tâm nó sẽ an. Mình phải có cái tâm buông xả thì tâm sẽ an. Còn việc ăn chay, ăn mặn không liên quan đến việc hành thiền. Với người ăn chay và người ăn mặn thì cái việc tu tập nó giống như nhau thôi, không có khác nhau một chút nào hết. Vậy nên là ăn chay mình cũng đừng nghĩ là mình ăn chay sẽ hành thiền giỏi hơn người ăn mặn. Và mà nó ở cái tâm, nhưng mà chỉ có điều là ăn mặn nhưng không sát sinh, có sao ăn vậy tùy duyên thì cũng không ảnh hưởng gì. Và cả cái việc hành thiền nó không liên quan đến ngũ vị tân, nó không hành hẹ tỏi nén, nó không ảnh hưởng gì hết, nó không liên quan gì hết. Vẫn có thể ai kiêng thì kiêng, còn ai dùng thì dùng, và không có liên quan đến cái việc tu tâm này. Cho nên là cứ yên tâm mà tập, ăn chay cũng được. Nó là cái văn hóa ẩm thực của từng cái tín ngưỡng của từng người thôi. Còn cái việc tu tập là cứ giữ giới và tu tâm là được. Dạ, sư sư cho con hỏi thêm một câu nữa là khi nãy con có học cái pháp thiền Kasina trắng á, thì trong quá trình niệm trắng 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 thì con lại không niệm ra trắng. Thì vọng tưởng nó khởi liên tục, thì lúc đó con có khởi tâm sân giống như kiếm cái màu trắng hoài không ra, kiếm cái đầu lâu trắng hoài không ra, trong khi là khi nhắm mắt lại là một cảnh đen, và lúc đó bắt đầu vọng tưởng nó khởi chập trùng. Lúc đó là con có khởi một cái niệm sân lên rồi rất là bực, cuối cùng cái đầu lâu nó đang ở đâu, cuối cùng cái màu trắng nó đang ở đâu. Thì bắt đầu lửa sân khởi lên, mà lúc đó con giật mình là tại mình đang ngồi thiền mình đã khởi sân, bắt đầu con xả thiền. Thì đây có phải là cái điều là con không hợp với pháp thiền này hay không? Có thể là do tâm lý mình căng thẳng quá, mình đòi hỏi nó phải rõ ràng. Sân đấy là một triền cái, nó khởi nên là sẽ không hành thiền được, không nên khởi nên. Mà mình không nên đòi hỏi cái màu trắng ấy nó phải quá rõ ràng, hay là cái xương mà mình hướng tâm đến không đòi hỏi nó phải rõ ràng quá. Cái gì nó cũng vừa phải, lơ mơ rồi, chỉ cần hơi hơi hình dung ra một chút là được rồi, hơi hơi hình dung ra màu trắng một chút là được rồi. Và mình phải hài lòng với cái tâm mà mình đang nhận biết ấy, chứ đừng nghĩ là nó phải rõ ràng như con mắt mình thấy. Những cái gì mình nhìn thấy bằng mắt nó khác, còn cái gì mình quan sát bằng ý thức, bằng tâm nó khác. Vậy nên là thực hành lại và đơn giản hơn, tự nhiên hơn, và thực hành với cái sự vừa vừa thôi, đừng đòi hỏi nó phải rõ quá thì là nó sẽ lại thực hành được. Còn mình cứ cố gắng mà thấy cho rõ thì nó lại sinh ra khó chịu vậy. Còn nếu như mà cứ làm đi làm lại nhiều lần mà nó không được thì cũng có thể là mình không phù hợp với pháp ấy và lựa chọn một pháp khác để thực hành. Dạ Nam Mô Thích Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch sư, thì lúc nãy thì vài phút cuối thì con thấy hơi mệt nên là con chuyển sang là cái bằng hơi thở. Thì tự nhiên con cảm giác là kiểu không biết làm sao, nhưng mà kiểu cơ thể con bị nghiêng ấy. Con cảm giác cơ thể bị nghiêng, nhưng mà con nhớ lời sư là cứ kệ đó đi, nhưng mà con biết sao theo quán tính con cứ kiểu là con phải nghiêng lại về phía bên này. Thì trong lúc đó thì con nên làm như thế nào? Cảm ơn sư. Khi mình biết là nó nghiêng thì điều chỉnh lại được, điều chỉnh lại. Còn bởi vì khi mình chú tâm ấy, chú tâm mà nó chú tâm liên tục, nó sẽ tạo thành một cái lực, nó đẩy mạnh. À, nhất là bởi vì cái ý thức của mình, cái lúc mình ngồi thiền, cái ý thức nó sinh lên từ sắc trái tim và nó nằm ở bên trái này. Và nó có một cái lực nó đẩy, nó thường làm cho mình nghiêng về một bên thế này. Và khi, nhất là cái người mà hành thiền lâu ngày, cái định lực nó sâu và nó cái lực đấy nó sẽ đẩy rất là mạnh. Cho nên là nhiều người mình ngồi thiền mình thấy người ta cứ đảo qua đảo lại, nó nghiêng rất là mạnh. Và đấy là cái người người ta có định mạnh, nó mới nghiêng mạnh như vậy. Nhưng mà cái người nào mà ngồi nghiêm trang và người ta có tỉnh giác cao, khi người ta nghiêng như vậy người ta nhận ra và người ta sẽ điều chỉnh, người ta giữ im lặng thì nó không sao. Còn có những người người ta không quan tâm đến cái đó, không quan tâm đến, người ta cứ để cho nó nghiêng và lâu ngày nó
nó thành thói quen đi rồi. Thì cứ ngồi là người ta nghiêng qua, nghiêng lại, đảo qua, đảo lại. Và cái đấy là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì đến cái việc chú tâm của người đó hết. Nên là nếu như, nhưng mà mình nên giữ cho nó nghiêm lại thì tốt hơn. Dạ, kính bạch sư, con có ba câu hỏi. Là câu đầu tiên là khi mà con tưởng về cái đầu lâu thì nó không có ra màu trắng mà nó ra màu ngà ngà á sư, không biết là như thế nào. Cũng được cái màu đấy, nhưng mà khi mà mình quay sang mình niệm trắng thì mình phải cố gắng mường tượng là cái màu nó hơi trắng một chút, nó phải hơi trắng một chút là được, nó không cần phải quá trắng nhưng mà nó cũng phải hơi hơi, rồi cứ niệm như thế. Dạ. Thứ hai là khi con niệm về cái xương sọ thì nó hơi cảm thấy hơi nó khó chịu, biết là nhưng mà bởi vì mình chưa nhìn thấy cái xương sọ bao giờ, cho nên bây giờ mình hình dung ra nó rất khó. Với người nào đã nhìn thấy xương sọ rồi thì rất dễ, nên là lúc nào phải đi xem người ta bốc mả ấy, bốc mộ ấy, cải mả ấy, xong là mình phải ra đấy mình xem, mình nhìn, đã nhìn được một lần rồi là lần sau quá. À, hành cái pháp thiền này rất là dễ, còn mình chưa từng nhìn thấy cho nên cái tưởng tượng ra nó khó vậy đó. Dạ. Còn câu một câu cuối cùng là con thắc mắc là lý do tại sao mà khi mình rải tâm từ hay tâm bi tới người đã khuất á, thì nó sẽ không có tác dụng với sư. Bởi vì cái tâm của mình hướng đến ai là nó phải có đối tượng, nó không có đối tượng thì nó không thể vào định được. Với mình hướng tâm đến một người mà người đó đã chết rồi, cái tâm của mình nó không bắt được vào đâu cả, nó không có đối tượng để nó trú vào, thế nó không vào được tầng thiền. Vậy nên là khi rải tâm từ bắt buộc mình phải hướng tâm đến người còn sống. Còn nếu mình, cái người mà người ta hành thiền lâu ngày, lâu năm rồi, người ta đắc thiền rồi, người ta mà hướng tâm đến một người nào đó để người ta rải tâm từ mà người ta thấy nó không vào được tầng thiền thì có lẽ là người đó đã chết rồi. Thì cho nên là cái tâm người ta không chú được trên cái hình ảnh của người đấy nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cùng với tôi cùng đại chúng. Thì con cũng có hai cái ý để muốn sư chia sẻ. Thứ nhất là về thiền á, thì con biết là bên Nam Tông là có thiền minh sát, thì không biết là cái thiền này á, nó có liên quan gì với các cái thiền khác như là thiền chỉ quán, thiền tứ niệm xứ hay là thiền ca ti ná. Tây ná thì chắc chắn là của bên Nam Tông mình rồi. Rồi hay là thiền chỉ quán gì đó thì sư có thể cho con biết rõ hơn. Bởi vì đây nay có dịp để tiếp cận với bên Phật giáo Nguyên Thủy thì muốn hiểu thêm về cái thiền minh sát. Ý thứ hai nữa là về vấn đề giữ giới. Thì ở bên Đại Thừa thì có cái Phật tử có thọ Bồ Tát giới, thì có 10 giới trọng hoặc là 48 giới khinh, hoặc là bây giờ chế lại thì còn 6 giới trọng hay 28 giới khinh. Thì trong cái 6 giới trọng nó có một cái điều giới là không có được nói lỗi của các tứ chúng, tức là tỳ kheo ni, u bồ tát, u bà di. Như vậy thì cũng muốn hỏi cái giới này thì trong kinh thì nói là của Phật chế ra, nhưng mà không biết là bên Phật giáo Nguyên Thủy mình thì xác định là như thế nào. Và cái việc mà nói lỗi và phạm giới của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di đó thì sẽ thường phải phạm giới hay không? Dạ, xin hết. Cái pháp thiền, tất cả các pháp thiền của Phật, của 40 đề mục thiền định và 16 tầng thiền tuệ
đều là thiền tứ niệm xứ hết, đều là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp cả. Nhưng mà mình thực hành thiền hơi thở đấy là đang là thân quán niệm xứ, hay là thực hành các pháp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, đều là những pháp pháp quán niệm xứ. Và thực hành về thiền các ca si ná thì cũng có thể gọi là pháp quán niệm xứ, hay là mình lấy màu ở trong các cái bộ xương này, nó cũng là từ ở trong thân ra, gọi là thân quán niệm xứ cũng được. Còn thiền Vipassana là thiền tuệ, thiền quán. Thì nếu như mình đi theo cái nội trình là định trước tuệ sau, thì khi nào mình đắc định rồi, mình đắc một tầng thiền rồi mới chuyển sang hành thiền quán. Thì cái thiền quán đấy là thiền Vipassana. Khi nào mình chuyển sang hành thiền tứ đại, phân biệt sắc, phân biệt danh sắc, quán về năm uẩn, các cái pháp duyên khởi, các cái tính sinh diệt, thì đấy là thiền Vipassana. Thì những cái thiền ấy phải có cái nền tảng thiền định rất là sâu, tức là ai phải vào được sơ thiền sửa nên mới có thể quán được. Còn ai chưa vào được các tầng thiền mà quán nó không rõ, nó không thấy được danh sắc chân đế. Vậy nên là phải hành thiền định trước, cho đến khi nào mình có định mạnh rồi mới chuyển sang hành thiền Vipassana sau. Thì những cái pháp thiền này cũng đi tuần tự vậy, từ định cho đến tuệ. Còn ở trong Phật giáo Nguyên Thủy từ thời Đức Phật, thì Đức Phật truyền giới cho hàng cư sĩ tại gia, đó là ngũ giới và bát quan trai giới, tám phần trai giới. Thì trong Kinh Nikaya chỉ nói đến bát quan trai giới, và Đức Phật khuyến khích các Phật tử tại gia 1 tháng 4 ngày trai giới cần phải thọ trì 8 phần trai giới này. Đấy là giống như hôm nay mình thọ bát quan trai giới. Và trong Tam Tạng Kinh Nikaya thì không có cái giới Bồ Tát, không có giới Bồ Tát như là các Kinh Đại Thừa Phát Triển. Kinh Đại Thừa Phát Triển thì có giới Bồ Tát. Sở dĩ như vậy là bởi vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300-400 năm sau, thì lúc đấy tăng chúng chia làm 2 hệ phái. Một hệ phái gọi là Thượng Tọa Bộ và một hệ phái gọi là Đại Chúng Bộ. Thì phái Thượng Tọa Bộ là các bậc trưởng não thì giữ nguyên theo giới luật và giáo pháp của Đức Phật, không thêm không bớt. Còn một phái gọi là Đại Chúng Bộ là những vị tỳ kheo trẻ có tinh thần nhập thế, có tinh thần xiển dương truyền bá, có tinh thần cải cách đổi mới để đưa Phật Pháp đi ra các cái vùng miền xa xôi. Cho nên là mới phát triển nên thành gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn các bậc trưởng não gọi là Thượng Tọa Bộ, giữ nguyên, không thêm, không bớt thì gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Và Phật giáo Nguyên Thủy truyền về phương Nam của Ấn Độ gọi là Phật giáo Nam Truyền. Và Phật giáo phát triển truyền về phương Bắc của Ấn Độ, truyền sang Trung Quốc và truyền vào Việt Nam được gọi là Phật giáo Bắc Truyền. Và những kinh điển thuộc về Kinh Đại Thừa thì được gọi là Kinh Đại Thừa Phát Triển. Còn những kinh điển Nikaya ở bên Thượng Tọa Bộ thì được gọi là Kinh Nikaya Nguyên Thủy. Thì các kinh đấy khác nhau, có 2 cái dòng tư tưởng khác nhau như vậy. Cho nên bây giờ ở Việt Nam mình có Phật giáo Nam Truyền và Phật giáo Bắc Truyền là như vậy đó. Dạ, con kính bạch sư, cho con hỏi là hồi nãy lúc mà sư hướng dẫn thiền ca si ná trắng, thì khi mà con niệm qua cái chữ trắng thì tự nhiên con có xuất hiện cái vòng tròn tròn đen đen, xong rồi ánh sáng màu tím tím. Nhưng mà sau đó thì một lúc sau á, thì cái thân của con nó vẫn cảm nhận được sự đau với chân, nên con thì cái lúc mà đau đó thì cái ánh sáng đó nó lại mất, xong bắt đầu con đổi chân thì hết chân đau thì nó lại xuất hiện lại. Thì con không biết đó có phải là do ảo tưởng của con không ạ? Xin sư giải đáp giúp con xin cảm ơn sư ạ. Như vậy là không phải ảo tưởng nhé. Như vậy là mình có thấy cái ánh sáng đấy. Nhưng mà không nên để ý đến màu sắc của nó, không nên để ý đến hình dáng của nó. Và cứ tiếp tục niệm nhé. Nếu như mình hành thiền ca si ná trắng thì mình cứ niệm trắng 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 trắng. Còn nếu hành thiền hơi thở mà có thấy
ánh sáng nó xuất hiện lên, vẫn cứ nhận biết hơi thở vào ra, cứ như thế mà duy trì. Rồi dần dần cái ánh sáng ấy nó sẽ dần dần nó tăng trưởng lên, nó mạnh mẽ lên một cách tự nhiên, chứ mình không được điều khiển nó theo ý thích của mình. Dạ, con hỏi chút xíu là cái lúc mà con nhìn thấy đó, thì lúc mà đầu tiên là nhỏ nhỏ, xong sau đó nó dần dần nó trắng, nó tiến lại gần hơn, nó sáng hơn á, thì lúc đó con sẽ rất là sợ. Con sợ và cái mắt của con á, giống như là con cảm giác như cái ánh sáng nó con không chứa được nổi, cho nên cái mắt nó cứ giật. Và rồi cái lúc mà trong cái quá trình thiền con thấy như vậy, thì con cảm giác đau chân thì con có được đổi bình thường không ạ? Hay là con vẫn phải giữ nguyên cái phần đau đó ạ? Cứ đổi chân bình thường, đừng sợ cái ánh sáng đó, phải thản nhiên với nó, đừng nhờ lúc đấy đừng nghĩ gì đến nó cả, phải giữ được cái tâm như cái lúc mình chưa từng nhìn thấy nó, để nó thản nhiên. Với cái người mới bắt đầu thấy ánh sáng thì một là mình rất là mừng, nên là có những người mà mới có ánh sáng như vậy, khi xuất hiện ánh sáng người ta rất là hồi hộp, tim nó sẽ đập rất là mạnh, và tâm kiểu nó quá phấn chấn, quá thích thú, mừng quá đấy, như là mình mừng quá, như là một cái người được một cái hũ vàng thật to, quá mừng, quá thích. Và chính vì vậy nên tâm nó rất là dao động. Nhưng có những người thì lại lo lắng quá, sợ, luôn luôn có cái cảm giác nó bất an, sợ hãi vì mình chưa từng thấy bao giờ. Và cả hai những cái tâm lý ấy đều làm cho tâm nó bị động và nó không phát triển được. Nên là phải giữ được cái tâm lý thản nhiên, bình thường. Và lúc đấy mình hơi nơ tâm đi một tí, để cái tâm nó tự nhiên thoải mái ra một tí, đừng suy luận, đừng phân tích, đừng nhận định, đừng đánh giá gì, là không biết cái ánh sáng này là cái gì đây. Nếu mình cứ ngồi suy luận, tò mò hay là hoài nghi, thắc mắc về cái ánh sáng đấy là nó sẽ sinh ra nhiều cái bất an. Còn lúc đấy giữ cái tâm thản nhiên, không có bận tâm đến nó nhiều, thì nó lại rất là thoải mái, dễ chịu, và người mình nó sẽ nhẹ nhàng nên nó có cái sự hỷ lạc, có cái sự khinh an, càng lúc nó càng sung mãn hơn. Dạ, con xin cảm ơn sư. Dạ, con kính chào sư và đại chúng ạ. Cho con xin hỏi là trong lúc hành thiền thì con không niệm ra được sở đầu và chỉ thấy một lớp đốm trắng, và con bỏ qua và con tiếp tục niệm trắng, thì có một ánh sáng trắng rộ sáng lên, và con lúc đó thì con tập trung lại một điểm ngay mũi, thì nó xuất hiện một điểm trắng mà nó không có màu trắng như mình thấy, mà nó có những cái màu như xám xám hoặc gì đấy. Rồi, và lúc đó thì con không biết phải làm gì nữa, và như là mất phương hướng rồi. Nó thấy màu xám là đúng, bởi vì khi nó mới xuất hiện cái ánh sáng ấy nó chưa rõ ràng, và nó còn mờ mờ, nó xám xám, và nó sẽ ở gần ngay trước mặt. Lúc ấy để tâm vào cái ánh sáng xám xám đấy, và cứ tiếp tục niệm trắng, cứ tiếp tục niệm trắng. Và cái thời thiền nó phải kéo dài 1 tiếng đến 2 tiếng thì nó mới sáng rực lên. Còn vì cái thời thiền của mình ở đây, cái thời gian nó ngắn, cho nên nó chưa đủ cái thời gian cho cái ánh sáng nó sung mãn mạnh mẽ lên. Bây giờ nếu như về nhà ngồi, mình cứ hình dung lại một cái màu trắng đó, và cứ niệm trắng. Nếu tâm mà an ổn ấy, thì cái ánh sáng trắng ấy nó sẽ xuất hiện tiếp nhé. Thì lúc đầu nó màu xám xám vậy là đúng, nó lờ mờ đấy, và mình để tâm vào đấy và niệm trắng tiếp, niệm trắng, và cứ ngày nào cũng vậy, cứ thực hành như vậy, rồi cái màu trắng đấy dần dần nó mới sáng lên, dần dần nó mới trắng rõ ra như một đám mây hay là như một cái đám bông gòn. Rồi vẫn để tâm ở đấy và cứ tiếp tục niệm trắng nữa, thì dần dần nó mới sáng lên giống như cái bóng điện ở trên này. Nó mới sáng rực lên như vậy, và nó sáng tỏa ở trước mặt này. Và khi nào nó sáng rực, nó vững chắc rồi, thì lúc đấy mới không niệm nữa. Thì lúc đấy mình để tâm ở đấy, chú tâm ở đấy, mà không cần niệm trắng nữa. Còn lúc nó còn yếu, nó còn nờ mờ, thì cứ phải niệm trắng như vậy, và cứ tiếp tục làm như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ạ. Nhà khi con niệm Kasina trắng á, thì con nhìn vào cái đầu của bạn trước á, thì con làm từng cái động tác đó là con vén tóc bạn từ từ ra hai bên,
Rồi sau đó con tưởng tượng là có một cái đường con rạch cái da của bạn, để từ 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 để cho cái sọ của bạn nó hiện ra. Đó thì con cứ làm như vậy. Thì rồi con rất là con mới nhìn và con niệm xương sọ, xương sọ. Thì một lát đó thì bắt đầu con nhắm mắt lại. Thì con thấy cái xương sọ nó màu đen. Thì lúc đó con có nhìn thấy một cái bộ xương ở ngoài rồi. Do đó con lấy nguyên cái đầu mà bộ xương ở ngoài á, thưa sư, con mới đưa vô cái bộ cái đầu mà của bạn á, để con thấy cho nó sáng lên á, thưa sư. Thì lúc đó thì con thấy á, là nó có một cái hình ảnh là cái đầu của bạn tóc ở ngoài, ở phía trong cái đầu của bạn thì nó sáng trưng và nó có những cái tia sáng nó phản chiếu ra. Thì lúc đó con cứ niệm xương sọ thì một lát thì con thấy được nguyên cái hình xương sọ, nhưng mà không phải là cái xương sọ của đầu bạn mà xương sọ của cái hình ảnh mà hồi nãy con đưa vô. Thì con thấy nó như vậy á, thì con biết là đúng hay không. Thì lúc đó con thấy được ánh sáng của cái xương sọ đó, thưa sư ạ. À, và con niệm trắng. Và khi con niệm trắng một hơi thì con sanh hỷ lạc. Con sanh hỷ lạc xong rồi con thấy được cái nguyên cái vòng tròn. Con không thấy cái xương sọ nữa mà con thấy nguyên cái vòng tròn giống như là cái bong bóng như thưa sư. Và nó sáng rực ở trước mặt con. Thì lúc đó con nhớ cái lời sư dạy là tác ý là cho cái hình tròn đó nó nới rộng ra. Thì con mới nói là cái nimitta này rộng ra. Thì lúc đó con thấy cái ánh sáng nó rộng khắp chùm nguyên cái người con luôn. Và sanh hỷ lạc. Thì lúc đó con nhìn vô cái ánh sáng đó và con không tác ý nữa và con chánh niệm cái ánh sáng đó thôi. Thì con không biết con làm như vậy có đúng không? Thưa sư ạ, con xin hết ạ. Làm như vậy thì cũng được, là có cái trí tưởng nó rất là mạnh. Người mà có cái tưởng mạnh như vậy thì sẽ có được cái chánh niệm mạnh. Và chánh niệm mạnh thì sẽ nhanh có được nimitta, sẽ nhanh có được đích. Nhưng mà không cần phải cầu kỳ quá, không cần phải chi tiết và không cần phải phức tạp quá. Chỉ cần nhắm mắt vào, mình hướng tâm vào trong cái đầu của người đấy, mình hình dung ra cái xương sọ, vậy là được rồi. Không cần phải đi nắp ghép gì nữa. Còn nếu như mình hướng tâm về cái xương sọ mà mình đã từng nhìn thấy của một người chết cũng được nhé. Thì mình không cần phải quan sát trên cái xương của người sống này nữa. Hướng thẳng vào cái bộ xương mà mình đã từng nhìn thấy, cái niệm bộ xương. Và phải cố gắng hình dung ra cái bộ xương nó phải trắng nhé. Thường là xương người Việt Nam mình hay chôn ở dưới đất thì nó bị ngấm cái màu nâu của đất vào, cho nên nó hay đen thì ít khi nó còn được đúng cái màu trắng. Cho nên người nào mà nhìn thấy cái bộ xương đấy thì hay thấy nó có màu nâu, màu đen là đúng rồi. Nhưng mà mình quán thì mình phải cố gắng quán ra cái màu trắng. Quán ra màu trắng, hoặc là mình nhìn vào một cái tờ giấy trắng rồi mình nhắm mắt mình hình dung ra cái màu trắng đấy cũng được. Mình có thể thấy cái màu trắng đấy ở trên bất cứ cái gì cũng được. Bất cứ ở trên bức tường trắng, sơn trắng này cũng được. Vải trắng được, giấy trắng được, xương trắng cũng được. Hoặc là mình nhớ đến cái răng của người khác cũng được. Nhắm mắt vào, xong là nhớ hình dung hướng tâm đến cái răng và mình thấy cái màu trắng của răng này, cứ niệm trắng thì nó cũng sáng đi. Nó cũng rất nhiều cái mà mình có thể làm được. Khi mà thấy được cái màu trắng đấy rồi, thấy được cái màu trắng đấy nó chuyển thành cái ánh sáng mờ mờ ở trước mặt rồi, thì vẫn chú trên cái ánh sáng mờ mờ đấy và niệm trắng tiếp cho đến khi nào mà nó sáng rực lên, nó ráng rực rỡ lên ấy, nó phải 30 phút hoặc 1 tiếng sau nó mới rực rỡ lên. Thì lúc đấy bắt đầu mới mở rộng ra, lúc đấy mình mới hướng tâm ra, tức là đưa cái tâm nó cứ tỏa ra, nó cứ mở ra, rộng ra một chút. Một gang tay, hai gang tay, một sải tay, hai sải tay, rộng bằng cả cái nhà này, rồi mở rộng ra bằng khắp cả cái nàng, cái thành phố này, rồi mở rộng ra bằng khắp cả cái đất nước này, rồi mở rộng dần dần ra bằng khắp cả cái quả địa cầu này, mở rộng ra bằng khắp cả cái không gian vũ trụ thiên hà này, mở rộng hết mức có thể. Đến mức nào không thể mở rộng được nữa thì mới đưa tâm về trước mặt này và để tâm về trước cửa mũi này và vẫn chú trên cái ánh sáng đấy. Rồi dần dần nó sẽ chú ở đấy liên tục được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Còn khi nào mình có thể duy trì được 1, 2, 3 tiếng thì nó mới vào định sâu.
Còn lúc đầu nó chỉ nơ mơ một chút xíu thì không ăn thua, nó vẫn còn yếu. Kính thưa đại chúng, là hôm nay là sư có chuyến bay hơi sớm, cho nên là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi trình pháp hôm nay ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư. Đại chúng ngồi xuống đi, chúng cứ ngồi xuống. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử, thầy có một cái niềm tin là khi quý Phật tử được học và được tu tập trong giáo pháp của Đức Phật thì cái nhận thức của quý vị sẽ thật là sâu. Khi mà mình có nhận thức sâu thì niềm tin của mình nó cũng sâu theo. Nên là để cho quý vị bớt đi những cái tâm nghi ngờ trong cái lộ trình học pháp và tu học á, thì chúng ta cần có những cái vị thầy hướng dẫn cho mình pháp học và hướng dẫn cho mình pháp hành. Để mà quý vị có được cái chánh kiến hiểu Phật pháp ở pháp học cho sâu cho giỏi á, đã là một cái vấn đề rất là khó khăn. Và khó hơn nữa là vấn đề pháp hành. Thì ở đây, ở tại chùa An Lạc của chúng ta trong các khóa tu á, thì đẩy mạnh hai việc là pháp học và pháp hành, để cho quý vị có những cái kiến thức về Phật học. Rồi từ những cái kiến thức đó, quý vị mới có cái nhận thức đúng chánh kiến, chiều sâu và chiều rộng. Và từ cái nhận thức đó, quý vị mới ứng dụng để tu tập. Và mà trong một ngày hôm nay trôi qua, cũng như mọi ngày, cũng như ngày hôm qua, cũng như ngày hôm kia, cũng như mấy chục năm trôi qua trong cuộc đời của mình, nhưng mà những ngày mà mình được sống trong pháp như vậy thật là ít ỏi, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nếu không có gặp những vị thầy hướng dẫn thì chúng ta cứ ngày qua ngày, cái chuyện cơm áo gạo tiền, cái chuyện cuộc sống mưu sinh nó lấy hết thời gian của chúng ta. Và có những người gặp Phật pháp trong những cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt, rất là trái ngang, dù là có tâm muốn học, dù là có tâm muốn tu, nhưng chưa chắc là chúng ta có đủ thời gian để tu tập. Và có những người có thời gian tu tập thì lại không có cái khuynh hướng để học Phật và tu học. Và hôm nay thì tại đạo tràng của chúng ta, thầy tin rằng một ngày hôm nay trôi qua là một ngày vô cùng ý nghĩa. Rồi mai đây, mỗi lần mà nghĩ về ngày hôm nay, chúng ta lại cảm thấy hoan hỷ, và thầy tin rằng chúng ta sẽ không có hối tiếc khi mà chúng ta tham dự các khóa tu, tham dự các khóa học và được học những lời dạy mà sư chỉ dạy cho quý vị. Hôm nay thì chuyến bay của sư hơi sớm một chút, thì giờ đây thì thầy mời toàn thể đại chúng cùng quỳ lên để dâng lời cảm niệm ân đức của sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư chứng minh, con xin đại diện cho chư tăng và quý Phật tử tại chùa An Lạc xin dâng lên sư lời cảm niệm ân đức ngày hôm nay sư đã hướng dẫn cho chúng con pháp học và pháp hành. Con được đọc trong kinh Đức Phật dạy đối với một vị vua có ba điều không nên quên. Điều thứ nhất, nơi thứ nhất đó là nơi cái vị vua đó sanh ra. Thứ hai là nơi mà vị vua đó lên ngôi. Và thứ ba là nơi cái vị vua đó giành được những cái trận đánh chiến thắng. Cũng vậy, một người tu tập không quên ơn người đã đưa mình vào con đường tu tập, bước chân vào con đường giải thoát giác ngộ. Chúng ta không có nên quên ơn người dạy cho chúng ta giáo lý tứ diệu đế, và không có quên ơn người đã dạy cho chúng ta tu tập rốt ráo tứ diệu đế, đó là ngày đắc được đạo quả. Hôm nay đây tại đạo tràng chùa An Lạc, chúng con được diện kiến và đảnh lễ sư. Từ tối hôm qua, sư đã cho chúng con một vài pháp thoại tổng quát về lộ trình tu học mà sư đang hướng dẫn, cũng như trong nguyên một ngày hôm nay sư đã dành cho chúng con với tất cả sự từ tâm hướng dẫn cho chúng con tu học. Thầy bạn làm nên phần đời của ta. Nếu chúng con có phước duyên gặp được những vị thầy cao minh, nếu chúng con có phước duyên gặp những người bạn đạo tu học chân chánh, thì chính những người thầy, chính những người bạn đó làm nên phần đời an lạc, giải thoát của chúng con. Và hôm nay đây, hình ảnh sư đang ngồi trên pháp tòa trong ngày hôm nay, đó là sư đang tặng cho chúng con những món quà pháp bảo.
Chúng con được học trong kinh Đức Phật nói có hai món quà để chúng ta tặng nhau, đó là món quà vật chất và món quà pháp. Tôi đã cho chúng con món quà pháp bằng những kinh, bằng những sự chỉ dạy và chính đời sống của sư, đi đứng nằm ngồi, nói năng động cử, chính đời sống của sư và chính những lời dạy của sư chính là món quà pháp mà sư đã tặng cho chúng con. Và trong ngày hôm nay chúng con được tiếp nhận những lời dạy này qua những phương pháp hành thiền, qua những lúc sư cho trình pháp và qua những lúc sư hướng dẫn cho chúng con các đề mục. Con đọc trong kinh Khu Rừng, Đức Phật dạy rằng tới một chú xứ nào mà chú xứ đó không đầy đủ điều kiện vật chất tứ sự cơ bản, ở nơi đó không gặp những người thầy lành bạn tốt, giới định tuệ không có tăng trưởng, an lạc không có tiến bộ, thì nên đảnh lễ và lui. Tới một chú xứ thứ hai, nơi đó có tứ sự đầy đủ nhưng không có pháp học, pháp hành, và ở nơi đó đời sống giới định tuệ không được tăng trưởng, thì cũng nên đảnh lễ mà rút lui. Tới chú xứ thứ ba, đời sống vật chất tứ sự có thể thiếu thốn nhưng đời sống tinh thần có thầy lành, có minh sư hướng dẫn tu học, con đường giới định tuệ ngày càng tăng trưởng, thì nên xin ở lại tu học. Và tới chú xứ thứ tư, có đầy đủ điều kiện tứ sự cơ bản và cũng có người thầy hướng dẫn tu tập phát triển con đường giới định tuệ bát chánh đạo, thì nên xin ở lại để tu tập. Ở nơi đạo tràng chùa An Lạc của chúng con, trong một tháng có 8 khóa tu học, và con thường nói với quý Phật tử là khóa tu thiền ngày hôm nay là một khóa học và một khóa tu mà về đây quý vị sẽ được nếm những cái cội nguồn nước cốt của chánh pháp, để trong cuộc đời của chúng con bao nhiêu năm luân hồi vô định, máu đã nhiều, máu và nước mắt đã nhiều hơn bốn biển, mộ phần của chúng con đã nằm xuống thì đã đầy dẫy trên trái đất này qua những bài kinh mà Đức Phật dạy. Một kiếp sống mong manh như một tia chớp, như ngọn sương mong manh, rồi một đời cũng qua, mấy chục năm vừa rồi đã trôi qua. Quỳ dưới chân sư là những Phật tử cũng đã lớn tuổi, mấy mươi năm ấy sẽ không có ý nghĩa gì nếu như không được gặp Phật pháp, chánh pháp tu học. Và may thay, ngày hôm nay chúng con được hiểu những trang kinh mà trước kia mỗi lần tôn kính pháp chúng con rất tôn kính, nhưng những bộ kinh đó chúng con chỉ có thể để trong thờ, chúng con chỉ có thể để trong tủ để thờ, để tôn kính mà thôi. Thật khó để chúng con có thể hiểu được những trang kinh đó nếu như không có những vị thầy minh sư hướng dẫn cho chúng con. Nghĩ lại, chúng con thật là may mắn, thật là phước báu, tuy cách Phật đã xa nhưng hôm nay vẫn còn duyên để mà hiểu pháp, và vẫn còn duyên gặp được những bậc thầy hướng dẫn chúng con. Với tất cả diễm phúc đó, chúng con nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, không phụ lòng sư đã rất xa xôi từ tỉnh Thái Bình về đây hướng dẫn cho chúng con tu tập trong một ngày hôm nay. Con xin thay cho chư Tăng và quý Phật tử tại chùa An Lạc một lòng biết ơn và tôn kính sư. Chúng con xin được đảnh lễ cúng dường tam bái. Bây giờ sư sẽ hướng dẫn đại chúng phương pháp hồi hướng chia phước để mình kết thúc cái khóa tu một ngày hôm nay. Idamme punyam asavakkhajam baham hotu. Idamme punyam nibbanasa pachajo ho tu mama punya pagam sapa satthanam pachemi tesabe medamam punya pagam napantu. Phước lành này của con
Nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con. Nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn. Phước lành này của con. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con. Xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con. Xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận. Phần phước ấy được đều nhau. Sa tu sa tu sa tu. Giờ phút này ban cung nghinh cung thỉnh sư về.